Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vùng thấp phía Tây ngày một phát triển và mở rộng khiến cho từ hôm qua đến hôm nay, một số nơi tại vùng núi phía Tây của Trung Bộ đã xuất hiện nắng nóng trên 39 độ như là ở Tương Dương của Nghệ An, Tuyên Hóa, Quảng Bình đều đạt trên 40 độ. Dự báo trong 3 ngày tới, các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Phú Yên, nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trên diện rộng. Nắng nóng sẽ gay gắt hơn ở khu vực vùng núi phía Tây như là ở Con Cuông, Tương Dương, Hương Khê, Tuyên Hóa, Nam Đồng, Ba Tơ. Nhiệt độ vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều đều đồng loạt tăng lên mức là 35 đến 38 độ, có điểm vượt ngưỡng 39 độ. Còn tại khu vực từ Khánh Hòa trở vào tới Bình Thuận, nắng nóng bớt gay gắt hơn với nhiệt độ trưa chiều ở mức từ 32 cho đến 35 độ. Còn về đêm, nhiệt độ trong khoảng là 24 đến 26 độ, mưa cũng chỉ xuất hiện cục bộ tập trung vào chiều tối. Khu vực cũng có nắng nóng nhiệt cao là các tỉnh phía Nam. Trong đêm nay và ngày mai, tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào chỉ xuất hiện thoáng qua ở một vài nơi trong thời gian ngắn. Ban ngày nắng nhiều với cường độ nắng tăng mạnh vào khoảng thời gian từ 12 giờ đến 15 giờ chiều. Quý vị lưu ý tránh ra đường vào thời điểm này để đảm bảo sức khỏe. Nắng nóng sẽ xuất hiện ở các tỉnh miền Đông với nhiệt độ khoảng 35 cho đến 36 độ, có nơi 37 độ. Còn ở Tây Nguyên và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ thì nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ, trong đó một vài nơi đạt ngưỡng xấp xỉ 35 độ. Sang ngày 12 và ngày 13, khả năng số điểm có mưa rông sẽ tăng lên và thời điểm mưa thường xuất hiện vào chiều tối. Cũng vì vậy mà nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ, tiết trời dịu hơn trong những ngày này. Trở ra với các tỉnh miền Bắc, dự báo trong đêm nay tại đây phổ biến có mưa vài nơi, song lượng mưa không nhiều và kết thúc nhanh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng là 23 đến 26 độ, vùng núi thấp hơn khoảng từ 1 đến 2 độ. Đến ngày mai trời có nắng và mức nhiệt cao nhất trưa chiều ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 30 đến 33 độ. Riêng một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc nhiệt độ cao hơn, có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Vào chiều tối, đêm và sáng, mưa rào và dông vẫn có khả năng xảy ra cục bộ một số nơi và tập trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc khu vực vùng núi phía Bắc. Sau đó, khoảng đêm 11 sang ngày 12 và ngày 13, không khí lạnh từ phía Bắc sẽ nén dãy áp thấp ở phía Bắc gây mưa rào và dông rải rác. Trong đó, mưa tập trung nhiều hơn ở các tỉnh vùng núi. Trong cơn dông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc, gió giật mạnh. Cùng với đó, nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm dần, tiết trời chuyển dễ chịu hơn ở phía Đông Bắc Bộ trong những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, khu vực phía Tây Bắc Bộ thời tiết biến đổi không nhiều. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Do hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây nên vùng biển Vịnh Bắc Bộ trong 2 ngày tới có gió Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Sau đó ở phía Bắc gió chuyển dần sang hướng Đông có cường độ trung bình. Trong khi đó, trong 3 ngày tới, hầu khắp các nơi trên Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió Đông đến Đông Nam với cường độ khoảng cấp 3 đến cấp 4. Đáng lưu ý là khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa, có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông vào chiều tối trong những ngày tới. Như vậy là trong những ngày tới, thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nhiều. Một số nơi như vùng núi phía Tây của Trung Bộ hay các tỉnh Tây Bắc Bộ còn đạt ngưỡng nắng nóng 38-39 độ. Người dân ở những khu vực này cần có các biện pháp chống nắng để bảo vệ sức khỏe. Sau đó, từ ngày 12 tháng 4, gió mùa tràn về khiến thời tiết dịu đi đôi chút. Đến đây, bản tin thời tiết của ngày 10 tháng 4 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!